Và hiện giờ là cái đập kia nó đã bể mà nước tràn ngập tất cả mọi người hết sức là đau khổ, nước nước lũ lụt tràn ngập lên cái đập bể lần này là người dân Trung Quốc khổ là một cái con số cũng không có nhỏ. Nhưng mà tới mà nếu mà đập Tam Hiệp nó có bể nữa thế là còn khổ hơn nữa. Nhưng mà cái đập Tam Hiệp đồng đạo hỏi có bể hay không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật và lễ kính Đức Thầy. Kính thưa toàn thể quý ông bà cô bác anh chị em kính mến, lời nói đầu tiên chúng tôi gửi đến lời chào thân ái và cầu chúc cho toàn thể quý cô bác nhà chư đồng đạo sống sớm được hưởng trọn phúc duyên trong tình thương đại đồng của chư Phật. Thì vừa qua có đồng đạo hỏi là hai câu giảng của thầy là trong buổi khổ mau mau tránh khổ, ráng tầm vào đến chỗ an cư, mà khổ thế nào mà thầy kia chúng ta phải ráng tầm vào đến chỗ an cư. Mà đồng đạo có nhắn qua hỏi qua cái thời lúc này Trung Quốc đang bị bởi cái đập lớn, là cái đập này cũng chuyên đương với đập Tam Hiệp, mà bởi nghe nói là một cái đường lớn lắm, gần 200 mét, mà như vậy là hiện giờ nhà ngập nhà trôi, tất cả ruộng vườn hoa màu những tất cả người ta cái đập mà các bác mình thấy là vô người dân Trung Quốc, cái người mà đi tới để mà chữa cái đập, để mà đắp cái đập lại đó, các bác mình thấy là những cái chiếc xe mà họ đổ, nghe đất đổ đá đổ tất cả này kia mà cái đập bể là khủng khiếp quý cô bác đồng đạo. Cho nên là kỳ này là Trung Quốc cũng đang bị cái nạn lớn, mà cái cảnh khổ này mà Đức Thầy Ngài cũng có tiên tri sau này đó, những cái đoạn giảng là lời của Đức Thầy nói đó là chú lùng nhật bổn hùng hào, chẳng thương sanh mạng dân tàu dại ngu, bởi chân hung bạo chẳng tu, mới gây tứ sự lu bù chiến tranh, Bắc Kỳ Trung Quốc giáp danh, sao không coi đó tu hành hiền lương, cá không ăn muối cá ương, không nghe lời dạy lâm đường gai trong. Thì như vậy là thầy có tiên tri về cái phần ở ở ngoài ở bên Trung Quốc, là tại vì là Đức Thầy là một vị Phật, ngài đã biết trước, là tại vì ở bên Trung Quốc từ ấy giờ các bác mình thấy là họ từ cái thời của tổ tiên của họ đó, mà Đức Thầy hôm nay có nhắc lại là xưa kia bạo ngược nhà Tần, đem lòng hung ác giết lần dân nhu. Như vậy là Tần Thủy Hoàng khi xưa gồm thâu lục quốc, mà hôm nay thì các bác mình thấy ông Tập Cận Bình đó thì ông cũng muốn bao gồm cả châu Á này, thì vì vậy cho nên là Đức Thầy đã biết trước cái lòng tham vọng của bên Trung Quốc là muốn bao gồm cả, muốn chiếm tất cả những vùng châu Á để là muốn làm vua một cõi. Vì vậy cho nên là vì cái lòng tham vọng đó mà họ bất chấp thủ đoạn, họ có thể là gieo những cái nhân không tốt, vì cái nhân không tốt mà làm ảnh hưởng cho người dân. Tại vì là Đức Thầy nói là cha làm con chịu nhiều đường gai trong, thì hôm nay là thời gian này đó là cô bác mình thấy là ở bên Trung Quốc là mấy năm nay là cái cảnh thiên tai lũ lụt hết sức là nhiều, tất cả các thế giới mà chỉ có Trung Quốc là tai nạn nhiều nhất. Cô bác mình thấy rõ ràng đó là do cái nhân, tại vì là Đức Thầy nói là quả sanh nhân toàn thiện, vì thì quả do đó toàn thiện vậy, quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có quả sanh bao giờ. Như vậy là lời của Đức Thầy tiên tri nói trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Mình coi hôm nay là mình thấy là mấy trải qua thời gian mấy năm nay mà cái trận dịch đợt rồi đó là năm 19 xuất hiện là cũng ở bên Trung Quốc xuất hiện trước các bác, vì vậy là do cái nhân gieo cho nên hôm nay nó đã thầy đã cho biết là trời đà sắp đặt ly kỳ, tới ngày trả quả ầm ì biết bao. Thì vậy cho nên nó là quả sanh vì bởi có nhân, là hôm nay là bên Trung Quốc là bị mấy năm nay mình dòm trên mạng nó thấy là những thiên tai lũ lụt động đất, là những cái cảnh khổ bên Trung Quốc người dân chịu khổ rất là nhiều là cũng do nguyên nhân, là thầy cho biết là luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai,
Vậy cho ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Mà hiện giờ năm nay là năm Giáp Thìn năm nay, mà lại còn thêm một bởi một cái đập. Cái đập này cũng là chuyên đương với đập Tam Hiệp. Mà đồng đạo hỏi cái đập này hiện giờ bởi thì người dân khổ mới có một phần, mà tới khi mà cái đập Tam Hiệp nó có bởi hay không, mà nếu cái đập Tam Hiệp bởi nữa thì người dân Trung Quốc sẽ bị cái thảm khổ nữa. Mà đồng đạo hỏi như vậy là cái đập này bởi, cái hiện tượng này nó có báo là cái đập Tam Hiệp nó có bởi hay không. Thì nếu mà mình giờ mà dựa vào cho giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo, chân lý của Đức Phật dạy đó, thì nếu mà nếu gieo nhân lành thì được chuyển nghiệp. Còn nếu mà hàng ngày mà cứ thầy nói là chẳng biết thân, còn toan chứa đựng quả bất lành chưa trả dai thêm, việc đó thì không bảo đảm. Còn nếu mà ai, thầy nói ai mà xét đến ăn năn, hoài đầu hướng thiện bằng tăng dắt dùm, thì là cái đập Tam Hiệp nó có bởi hay không cũng là nó do cái nhân gieo của tất cả mọi người. Thì là rất, nếu mà cái đập Tam Hiệp, còn Hảo hỏi là cái đập Tam Hiệp hôm nay là hiện giờ là cái đập kia nó đã bởi, mà nước tràn ngập tất cả mọi người hết sức là đau khổ, nước lũ lụt tràn ngập lên cái đập bởi lần này, là người dân Trung Quốc khổ là một cái con số cũng không có nhỏ. Nhưng mà tới mà nếu mà đập Tam Hiệp là có bởi nữa hay là còn khổ hơn nữa. Nhưng mà cái đập Tam Hiệp đồng đạo hỏi có bởi hay không thì việc này là do cái quyết định của Ngọc Đế. Mình là người phàm, mình không có dám đoán quyết định, nhưng mà tất cả là do nhân quả chúng sanh tạo không. Nếu gieo nhân toàn thiện thì quả do đó toàn thiện. Mà các bác mình giờ bên Trung Quốc họ có gieo nhân toàn thiện hay không thì là thuộc một ngày gần đây, mấy thời gian gần đây là mình thấy là đăng lên clip đó, là bên Trung Quốc là họ có cái lòng họ không có tín ngưỡng Phật pháp, họ đập cái tượng Phật, rồi có cái người đó đó là cái chữ A Di Đà Phật đó, là họ lợi họ đục bỏ cái chữ A Di Đà Phật mà họ lên họ đục bỏ là ngã ngang té chết tại chỗ luôn. Tại vì là họ không có tin trời Phật, tại vì là quá thông thái người khinh trời Phật, lắm văn minh chúng miệt quyền cơ, khinh trời trời phạt bất ngờ, miệt quyền cơ bị quyền cơ chỉ chừng, chỉ bước năm qua từng thế đó, chớ hoặc phải là mới có đây đâu, tiêu tan trên mặt địa cầu muôn lần rồi chớ phải đâu một lần, núi nổ khắp xa gần đều cháy, nước tràn đầy khôn dại cũng trôi, tranh đời mỗi bột lần bôi, cỏ cây đều sạch thú người đều tiêu, cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến, lấy đá to mà luyện trứng gà, chúng sanh thử tưởng tượng ra, kiến kia sống chết trứng gà nát không, kỳ đại nạn cũng đồng cảnh ấy, khi tẩy trần trông thấy hải khinh, thay bèo sát bọt linh ninh diều tha, quả xé chúng sanh tử nàng, trời héo mặt gà vàng cũng vắng, đất châu mài thỏ trắng bạc tinh, nhìn vào đại nạn chúng sinh quỷ thần còn phải thất kinh với hồn. Thì cái đoạn giảng vừa qua đó thì hiện giờ đó là mình giờ cái nhân ở bên Trung Quốc đó, họ gieo nếu lành thì có thể là được chuyển nghiệp, đó là dựa vào lý Phật giáo Hảo. Thầy nói nếu gieo nhân toàn thiện thì quả sẽ do đó toàn thiện thì được bình an, có thể là không bởi. Mà nếu mà gieo nhân không toàn thiện thì quả do đó không toàn thiện thì cái đó là rất nguy hiểm. Hiện giờ cái đập kia bởi là người dân Trung Quốc là khổ cũng là không phải là con số nhỏ, mà nếu đập Tam Hiệp bởi cái nữa thì còn khổ hơn. Mà nếu mà ai mà nghe, ai có duyên lành mà nghe lời Phật của là thầy dạy trở lại con đường tu á, thì thầy nói là ai mà sẽ đến ăn năn hoài đầu hướng thiện bằng tăng dắt dùm, chỉ có trở về cái con đường là quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn, chỉ mau trở lại con đường quy đầu Phật pháp mới khỏi lâm tai nạn. Còn nếu không thì những cái thầy nói là đến ngày trả quả ầm ì biết bao, thỏa cho kẻ khát khao đạo đức danh thánh tài thơm rực non sông. Thì giờ để trở lại hai câu giảng của đồng đạo hỏi là trong buổi khổ mau mau tránh khổ, ráng tầm vào đến chỗ an cư. Mà hiện giờ là ở bên Trung Quốc có hiện những cái điềm báo là tự nhiên là bởi những cái đập làm nhiều người dân khổ hết sức là khổ. Thì chẳng những không phải là bên Trung Quốc khổ không, mà Đức Thầy đã nói hết trơn tất cả toàn cầu, nhưng mà hiện giờ bên Trung Quốc đó là một cái điềm báo thôi, chứ không phải là bên Trung Quốc khổ không, mà thầy nói tất cả thế giới lắm. Cô bác đồng đạo, Đức Thầy nói là trong cái buổi hạ nguyên này là từ đây về sau là khổ nhiều. Thầy nói
khắp thế giới cửa nhà tan nghề nát, cùng sớm làng thưa thất hoành hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tặng việc lập đời trở lại. Khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân. Việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao ly. Lão nào có bài điều ma mị mà gạt lường bổn đạo chúng sanh. Đức Minh Dương ngự chốn Nam Thành, đặng phân xử những người bói kia. Thì hai câu giảng của đồng đạo hỏi là trong buổi khổ mau mau tránh khổ, ráng tầm vào đến chỗ an cư. Thì là cho hiện giờ là bên Trung Quốc là có hiện tượng là khổ người dân Trung Quốc từ ấy mấy năm nay, là khổ thiên tai rất là nhiều, mà năm nay là cái đập lại bởi là cái khổ hết sức là khổ. Mà không phải trong cái buổi hạ quân này thầy nói chung tất cả nhân loại đại đồng, tất cả thế giới, chứ không phải mà nói riêng một nước nào. Cái khổ này là trong cái buổi khổ này là tại vì là thế thời kỳ là hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi về gia can. Rồi đây là cái khổ tới đây là khắp thế giới, cửa nhà tan nát, khùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Hiện giờ mình thấy là Đức Thầy nói là gió Á, mưa Âu bùng sóng dậy, hải hùng chinh chiến xé sâu nhau, hồng trần trở lại màu ưu ám, khắp cả thế gian nhuộm máu đào. Thì thời gian là cô bác mình thấy là gió Á mưa Âu đã có rồi, hổm dài là bên Âu Châu là mưa bơm có bằng ầm ầm, ở bên Âu Châu là mưa bơm, mưa tên lửa, sa tăng dứt giáp, máy bay tàu chiến có bằng là hàng ngày họ đánh với nhau, nào là quân đội chết, nào là xe tăng cháy, máy bay cháy, nào là bên Nga bên Na đánh với nhau, là quỷ mấy cái nhà máy lọc dầu của Nga đánh qua đánh lại là dân chúng chết biết bao nhiêu chục ngàn người, quân đội chết bên Nga và Ukraine. Cô bác mình thấy thời gian trên 2 năm nay là Nga sức đao binh gây đại chiến, Nhật Tàu chỗ mặt sấm giang dày, Nhật chiếm càng khôn đạt lấy quyền, Anh kỳ thất thủ khổ chưng chuyên, Đức dùng quai vệ thâu bờ cõi, Nga tặng diệt vong nửa số dư, Pháp bất kỳ cùng lâm khổ tặng, Mỹ đành thất thủ bở cơ thiên. Đó là cái lời tiên tri hôm nay nó đã ứng điềm, là Nga sức đao binh gây đại chiến, là năm 19 là cái bệnh dịch khổ thế giới toàn cầu, mà năm 19 là cái bệnh dịch khởi là ở Trung Quốc là khởi đầu. Rồi khi bệnh dịch mới vừa lắng dịu xuống rồi thì tới qua năm 2022 thì Nga sức đao binh gây đại chiến đánh Ukraine, đem quân qua bỏ bom ầm ầm, làm cho dân chúng lầm than đau khổ, hết sức là đau khổ. Mà hôm nay kéo dài trên 2 năm rồi mà chiến tranh cuộc chiến càng ngày càng dữ dội chứ không có dừng được. Bởi vì Đức Thầy Ngài đã có tiên tri hôm nay nó đã ứng điềm. Thì vậy rồi cô bác mình ráng cố gắng lo trở lại con đường, lo tu nhanh tu gấp lặng mà cho tránh cái khổ này. Còn nếu không là thầy nói là việc tu thân thiện tính hẳn hà, chừng quả đến e cho khó tránh. Thì khi năm 19 là cái bệnh dịch vừa qua lắng dịu rồi thì cô bác mình thấy năm 2022 là Nga sức đao binh gây đại chiến, là bỏ bom quánh qua Ukraine, là làm cho dân chúng lầm than đau khổ, cửa nhà tan nát. Mà hôm nay trong giáo lý Đức Thầy Ngài cũng có cho biết lầm than khói lửa với binh đao, âu á lung tung
dườm máu đào, ba tanh xa xưa mồi phú quý, sau này sẽ vướng cảnh đổ lao. Thì hôm nay Đức Thầy đã tiên tri năm 1939, mà mình giờ mà hiện giờ thế giới bây giờ là Âu Á đã có lung tung hay chưa? Thì hôm nay là Âu Á đã lung tung là mấy năm nay, trên 2 năm nay rồi. Nga sức đao binh gây đại chiến rồi, thời gian là bởi vì các ngài tiên tri cho biết là trong cái buổi khổ này là các bác mình thấy là đủ thứ khổ, nào là chiến tranh khổ động đất, rồi nào là bởi đập nước dưng, nào là lửa cháy, nào là đủ việc khổ hết trơn. Tất cả những có các nơi bão lục chiến tranh giặc giả đủ thứ cảnh khổ hết trơn. Mới lục bão chỗ này chưa dứt, cới xảy ra động đất chỗ kia, đói đau chết chóc chia lìa, nhân sanh đang lúc đầm đìa thiên tai. Đây là các ngài tiên tri các bác mà thấy từ khi bệnh dịch tới giờ rồi, chiến tranh tất cả chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ, biết bao nhiêu những cái cảnh thảm khổ, biết bao nhiêu cái cảnh chết chóc hiện giờ trên thế giới bây giờ, nhất là cái khổ của chiến tranh. Mới lục bão chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia, đói đau chết chóc chia lìa, nhân sanh đang lúc đầm đìa thiên tai. Nạn trời khắp đông tây reo rắc, thêm nạn người nam bắc hoành hành, chỗ này chưa dứt chiến tranh, kế nghe chỗ nọ khởi hành binh đao, khổ với thảm cởi sao cho hết, sống khó khăn còn chết dễ dàng. Nhìn vào khắp cảnh nhân gian lao đao, chẳng khác như thoàn gặp vong, nghĩa là chúng sanh sống cái buổi hạ nguyên này là quá nhiều cái cảnh khổ như dứt thoàn mà đang gặp vong. Cho nên thầy đã nói phiên chúng ta là trong buổi khổ mau mau tránh khổ, ráng tầm vào đến chỗ an cư, học câu hỷ xả đại từ, nếu gương nghĩa sĩ gia tư chớ gần câu bác chánh ráng mài chạm gia tứ một điều người khá hành y môn thô thiên định nhất kỳ hạ ngôn sắc lình khai kỳ long quang. Thì hôm nay là mình thấy là thầy kêu là trong buổi khổ phải mau mau tránh khổ, thì mình thấy hiện giờ là quá nhiều đau khổ rồi, chiến tranh thảm khốc toàn lơ thứ, tất cả thế giới hằng hà lị rơi, bị danh lợi xe lơ tình nghĩa, mới tranh giành xôi xỉa cùng nhau, phơi thay mà chẳng núng nao, tranh cùng giới đoạt chừng nào mới thôi, hạ quân lao khổ lắm ôi, tu sao mới khỏi qua đồi trong gai. Thì phải kỳ này muốn thoát những cái cảnh khổ này thì thầy kêu ráng tầm vào đến chỗ an cư, cho trong cái buổi này quá nhiều đau khổ. Tầm vào đến chỗ an cư là chỗ nào? Thì cái chỗ an cư thứ nhất là mình ráng cố gắng lo tu đi, rồi Phật thầy sau này dẫn mình vô đại hội Long Hoa sống đời thượng cổ. Cho nên thầy cho biết là lớp thì thú ác dễ đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi, kẻ hung chừng đó làm mồi cho bầy ác thú đền bồi tội xưa, bây giờ còn mãi lọc lừa chẳng lo kiếm chỗ đục mưa. Sau này là cái chỗ đục mưa này là cái chỗ an cư, là cái nơi là trong vùng bãi núi, trong vùng bốn ông thẻ, chỗ này mới vô trong đây mới lánh nạn được. Như vậy là thầy nói là trên năm non rồng phụng tốt tươi miền bãi núi mà sao báo quý, cho nên thầy kêu chẳng lo kiếm chỗ đục mưa. Sau này cái chỗ đục mưa này là cái vùng thắt sơn bãi núi, cái vùng bốn thẻ sau này Phật sẽ là xuống lập hội Long Hoa. Tại cái vùng thắt sơn bãi núi này sau này thầy sẽ trở về Phật xuống để lập đại hội Long Hoa. Tại vì thầy nói là Phật thánh tiên đông độ lướt sang, miền nam địa phân chia đẳng cấp, nước cờ mới nay đà khởi sắp,
chỗ tài hai biển lấp non dời, dưới cùng trên ảm đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thuận. Cái nơi này là cái chỗ an cư các bác, là trong vùng bãi năm non bãi núi, mà vô đây lập đại hội Long Hoa rồi qua đời thượng cổ là thượng vân thánh đức là không còn đau khổ nữa. Thì lúc đó là thầy nói là cả thế giới mưa hòa gió thuận, là khi chúng ta là vô trong vùng bốn thẻ rồi là có Phật tiên thánh ra đời, là cái ngày đại hội Long Hoa. Long Hoa tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc con lành diệt quỷ ma, nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn nơi hà, lòng thầy chua xót ruột thầy đau, nghe được lời phiên tỉnh giới nào, kiếm huệ dứt xong rồi quả báo, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Cuộc trần ôi quá khổ, trường đỏ đen là chỗ nhuốc nhân, biết bao người vì nó phải bơ vơ, sự nghiệp hết gia đình tan nát. Sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát, lánh xa trường đổ bác chớ chen chân, nếu là cơ mô tạo bán tầng, thân chỉ cực nở lần khắn chẳng dứt, chỉ cho bằng quy thì khá hành y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Vậy là trong buổi khổ này nó có nhiều cái khổ, những cái khổ chiến tranh loạn lạc động đất sóng thần nước dưng lửa cháy thú dữ năm chèo, từ đây về sau là những cái khổ nó sẽ diễn biến tới mà Đức Thầy nói là khổ với thảm. Ngày nay có mấy sợ mai sao, dòm thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Rồi những còn những cái trận sau cùng này là cái trận đánh khủng khiếp, là cái cảnh là phơi thay của chúng sanh, mà cái chết của chúng sanh mà thay chắc thành núi, máu chảy thành sông. Còn một cái trận đó mới khủng khiếp, mới lập đời. Mà những cái khổ này rồi, thầy kêu chúng ta muốn tránh cái khổ này, còn những cái khổ gì nữa? Còn cái khổ mà thầy nói là cuộc trần ôi quá khổ, trường đỏ đen. Còn cái khổ của trường đỏ đen, cái khổ hiện tại này nó cũng khủng khiếp lắm. Trường đỏ đen là gì? Là chỗ nhút nhơ. Trường đỏ đen này là ý nói những cái người chỉ lạc quan đàn trà đình tủ điếm, cái chỗ này là chỗ tứ đổ tường bốn vách, mà thầy nói là người tu hành phải trừ nghiệp chướng với bốn ma mới đặng an nhàn, tủ nhiễm vào thân thở bất an, sắc mến nó ngày kia lao khổ, ta nghiệm xét từ đời bàn cổ, mấy ai dùng mà đặng thành tiên, mà đời nay theo nó liên miên chữ tài của khổ riêng một kiếp. Cho nên là những cái khổ của người nào mà nhiễm vào trong bốn vách tứ độ tường này là hiện tại là Đức Thầy nói là sự nghiệp hết, gia đình tan nát. Đây là lời của Đức Thầy nói rồi, bác chứ đồng đạo kinh nghiệm coi phải đúng vậy. Mình giờ mới sớm mình mà có những cái người nào mà hàng ngày ăn chơi chỉ lạc quan đàn trà đình tủ điếm, hàng ngày lo uống rượu cờ bạc áo phiện chơi bời theo đàn điếm, là những người này là người biến, không có ít có lo làm ăn. Mà cái người mà xa vào bốn vách này là ít có siêng năng, mà ít có siêng năng lười biếng rồi thì mới hàng ngày mới sanh ra trộm cướp cướp bóc, và những cái bọn của xã hội đen họ cướp giết người cướp của trên xã hội toàn cầu bây giờ là những cái dạng này là họ không có hiểu đạo, không có duyên với đạo, họ đi vào cái con đường tứ đổ tường hàng ngày không làm, muốn có ăn không lo, muốn có mặt lớp người cặn bã của xã hội này, sống ngoài dòng pháp luật, trốn nhủi trốn chui phá rối sự an ninh của dân chúng, chuyên lo giết người cướp của đoạt sực tài sản của lương dân, không nghĩ rằng phải tốn biết bao nhiêu giọt mồ hôi, bao nhiêu dòng nước mắt mới làm ra được. Họ là lắm giống sâu làm sầu nồi canh, là nguyên nhân gây ra tội ác. Vậy là hôm nay là những cái khổ là thầy nói là cuộc trần ôi quá khổ, trường đỏ đen là cái chỗ là tứ đổ tường bốn vách, mà mình giờ hiện giờ xã hội chỉ lạc bây giờ là do con người mình hư hỏng đi xa vào bốn vách này.
Chứ nếu ai ai cũng đều nghe lời Phật là thầy là hàng ngày mà không có lo, không có nhiễm vào bốn dách này, mà hàng ngày lo là cần kiệm súc sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chân chắc, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ là lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Thì cái người nào mà hàng ngày mà lo làm ăn tu hiền chân chắc thì người này gia đình này là được hạnh phúc. Còn những gia đình nào mà không có lười biếng, không lo làm ăn mà còn nhập vào những cái chỗ bạn bè vũ ghen vào cái con đường chỉ lạc quan đàng, bởi vậy thế giới toàn cầu này bây giờ là bị chỉ lạc quan đàng, bị đau khổ, là gia đình tan nát. Biết bao nhiêu người gia đình tan nát là cũng do vào, cũng do là xa vào bốn cái vách tứ đổ tường này. Vậy thầy nói là cuộc trần ôi quá khổ, trường đỏ đen là chỗ nhúc nhưa. Biết bao người vì nó phải bơ vơ, sự nghiệp hết, gia đình tan nát. Như vậy là biết bao gia đình tan nát trên cả toàn cầu này là cũng do ảnh hưởng xa vào bốn vách. Mà Đức Thầy nói là tứ đổ tường đừng có nhiễm vào, người tránh xa mới gọi chí cao. Xa bốn vách mang điều nhớ nhuốc. Cho nên cái người xa lánh, tránh xa bốn vách này mới gọi là người trí, người này có trí cao, người này biết được vô bốn vách này là gia đình mình phải khổ, cuộc sống mình sẽ bị hạ liệt, thì người này là người trí cao. Mà người nào không suy nghĩ xa vào, dính vào bốn vách này là mang điều nhơ nhuốc. Hôm nay thầy cũng giới thiệu là muốn tu tỉnh, Nai Đà gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy, nên khổ lao khùng không có nại, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Thì bây giờ muốn tránh cái khổ này thì bây giờ là trước nhất chúng ta phải bỏ nghe lời thầy dạy. Khi đã coi giảng thì hãy sửa, hãy tự sửa mình, sửa sang những thói hư tật xấu mình làm lỗi thì dứt bỏ, là và giữ những điều răn cấm sau đây là nghe lời dạy của thầy, là bỏ những điều đừng có di si phạm vào bốn vách này. Vi phạm bốn vách này là cuộc sống chúng ta hiện tại đau khổ, thì đó là trong bủ khổ mau mau tránh khổ. Thì chúng ta thấy cuộc sống chúng ta đang đau khổ thì chúng ta bỏ những cái chỗ mê nhiễm này thì chúng ta sẽ hết khổ. Thì muốn hết khổ thì nghe lời thầy là phải ráng cố gắng là sớm tỉnh ngộ, lên đường giải thoát, lánh xa trường đổ bát chớ chen chân. Nếu lỡ cơ mua tạo bán tầng, thân thiết cực nợ lần khăn chẳng dứt, chi cho bằng quy thì khá hành y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Nếu mà quy đầu Phật pháp mới khỏi lâm tai nạn. Chỉ cái con ngựa mình, người nào mà trở về con đường quy theo Phật, quy theo pháp, quy theo tăng thì quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn. Thì mình quy đầu Phật pháp, mình lo hàng ngày lo ăn chay là làm việc thiện, từ nào chúng ta ăn thì ăn tội, còn làm thì làm những hành động tội, những tư tưởng đều tội hết. Tại vì thầy kêu trong bữa khổ mau mau tránh khổ thì ráng tầm vào đến chỗ an cư, là chỉ có con đường ráng gắng nghe lời tu, nghe lời thầy dạy là ráng gắng lo tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục cao du tiên đài. Tầm vào đến chỗ an cư là chỉ có ngày đại hội Long Hoa, chắc tới đây là thầy nói hiền lành chừng đó xâm dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi đến đó ta mới mừng cười. Nhìn xem ngọc đế giữa trời đỉnh phân, thiên hoàng mở cửa các lăng, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian, ấy là đến lúc xê sang, tam hoàng trở lại là đời thượng nguyên. Khuyên dân lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xem đờn trên mây, người hung chết đất chặt thay, nhìn xem bắt thảm ngày rài cho dân. Mấy người còn được sát thân thì là đài ngọc các lăng giữa kề. Thì như vậy là lời thầy khuyên chúng ta phải ráng ngỏ lời khuyên, nhân loại khắp gần xa ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Đó là cái chỗ an cư, đặc biệt là trong cái ngày đại hội Long Hoa, trước nhất là chúng ta vô trong vùng bốn ông thẻ, nơi lúc đó là hiền lành chứ. Nhưng đó xâm dày vô trong vùng bốn con thẻ đó là sẽ lánh tất cả những cái nạn khổ, chiến tranh giặc giả là không có
ở nơi nào có loạn lạc chiến tranh chứ trong vùng bốn thẻ, trong vùng bảy núi sau này là được bình yên. Tại nơi đó là cái vùng đất khánh, cái vùng bốn thẻ là cái vùng thất sơn mầu nhiệm Phật ra đời lập đại hội Long Hoa. Chỉ có người nào có tu hành Phật dẫn chuyển đưa về vào vùng bốn ông thẻ rồi nơi đó mới được lánh nạn. Tại vì ở bên ngoài thì thầy đã cho biết rồi, những cái cảnh chiến tranh loạn lạc là lớp thì thú ác dãy đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi, còn thêm những cái nạn là thầy nói là nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biếm phe phang, đến nay là buổi tai nàng tam thiên lục bá khắp tràng hải dân. Đó là lời của đức thầy là ngài có tiên tri cho biết trước. Thì bởi vì thầy nói hãy ráng nghe lời ta mách trước, không gìn đạo đức phải phơi thay, chỉ chở đợi cái con đường phải gìn đạo đức nghe lời dạy của thầy. Ráng nghe lời dạy của thầy để chừng đến việc kiếm thầy khó ra. Thì lúc thầy nói ráng tầm vào đến chỗ an cư là phải ráng tu, sau này Phật và thầy sẽ dắt dìu dắt mình về trong vùng bốn thẻ lễ để lánh nạn. Tại vì trong vùng bốn thẻ là nơi đó là cái nơi an toàn nhất, còn ở bên ngoài nào là chiến tranh loạn lạc thú dữ năm chèo, rồi nào là nước dưng lửa cháy, những cái cảnh khổ không thể nào tả nổi. Thầy nói là ôi khổ thảm bốn bề sống dậy, dòm lừng trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sản vật điền viên, thần thông biến hóa dưới miền trung ương. Người tu sau này sẽ vô trong cái vùng bốn thẻ là cửa ngã bát, là cái trận gian cái cửa cả dầu đó, ngọn cả dầu chống lỏng cửa trời, người hung khó tới đổi giờ hiền lương. Cái ngọn cả dầu sau này đó là cái đường, cái nơi đó là cái đường đi vô trong vùng bốn ông thẻ. Mà lúc đó là cửa ngã bát có nổi nhị sơn, núi sam tiêu mắt thắt sơn hiện đền, chí anh hùng lập chí cho bền, sông ngang ngai thẳng vô đền bủ sơn. Thì người nào mà tu hành thì nói là nhắn cùng bổn đạo gần xa, tu hành trì chí mới là liễu mai, chịu cay đắng tu hành mới giỏi, ta thương đời len lỏi xuống trần. Thì người nào ráng cố gắng nghe lời dạy của thầy, chịu cay đắng lo tu trở lại con đường tu thân hành thiện, thì sau này đến ngày đó mình sẽ vô trong vùng bốn khẻ, thì lúc đó là hiền lành chừng đó xem dày. Bởi vậy thì thầy kêu chúng ta là ráng ráng lo tu. Thầy kẻ hiền đức sao này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trong những ai biết niệm Di Đà, lại giữa gần bể ngọc long xa, coi chư quắc tranh giành châu bao. Vậy là người hiền lành chừng đó xâm dày là vô trong vùng bốn thẻ, giữa gần bể ngọc long xa là gần cái đền vua của Minh Dương, nhân sanh giữ phận chớ than, Minh Dương thức thế mới an dân lành. Thì vô gần bệ ngọc long xa là vô trong vùng bốn khẻ gần cái đền vua đó, thì lúc đó là coi chư quắc tranh giành trong báo, là mình vô trong vùng bốn khẻ rồi là giờ bên ngoài thấy tất cả chiến tranh loạn lạc, tất cả các nước đang kéo quân vào để họ giành giật với nhau, trong khi mà sấm giang thì lộ bản vàng, chư du thế giới khắp tràn đến thi, chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của báo ly kỳ máu rơi. Chừng đó mới trời ơi đất khỏi mang khổ hình, vì bởi chẳng tu. Cho nên những người không tu là sau này là khổ dữ lắm, không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tỏ thai, trong khi sấm giang lộ bản vàng, chư du thế giới khắp tràn đến thi. Thì người tu vô trong vùng bốn thẻ đó là cái chỗ an cư thứ nhất, vô trong đó là được an toàn, không có cái chiến tranh, không có bom đạn nào mà vô trong vùng bốn thẻ hết. Tại trong đó là có cái tị quả thằng lung úp vào, mà tất cả các người nào có cô đó có nói là con tôi nó cũng tu hành, nó cũng làm phước ở ngoài nước ngoài, nó gửi tiền về
Rồi như vậy là sau này con tôi nó có được về dự hội Long Hoa, có vô trong vùng bốn thẻ được không? Thì quý cô bác mình khỏi lo, nếu mà người nào có duyên lành hàng ngày nghe lời Phật thầy dạy, ráng lo làm lành hướng thiện, và ai mà xét đến ăn năn hòa đầu hướng thiện bằng căn dắt dùm, lo mình là không có đủ đức hạnh, không lo mình không có tu á, thì mình sẽ khổ, ở nơi nào cũng khổ hết. Còn nếu những người có tu giàu ở nơi nào, sau này đến ngày đại hội Long Hoa rồi thì các ngài sẽ dẫn chuyển cho mình về hết. Tại vì thầy nói là được Phật tiên dẫn chuyển lọc lừa kiếm con hữu phước mà đưa trở về, thì những người nào có phước, những người nào có tu thì sẽ đưa trở về trong ngày đại hội Long Hoa. Tại đưa về bằng gì? Đưa về bằng thuyền phép. Tại vì là tới cái ngày sau này đó, là thầy nói là nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nặng tay. Sau này có một chuyện đức thầy nói là sau này là nước dưng tới trắng ba cây dầu, với đức thầy có dắt đến đò lên cái mỏ ông két. Đức thầy nói sau này lên mỏ ông két mà giữa chân sau này nước ngập lên tới mỏ ông két. Vì vậy là thầy nói có người nói, có người hỏi là sau này nước dưng như vậy là hung hiền chết hết cho thầy. Đức thầy nói là mấy ông ráng cố gắng lo tu đi, sau này sẽ có văn thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng bùm loan, rước người tu niệm xơi sang phỉ tình. Những người nào có tu niệm thì được Phật cứu về trong vùng bốn thẻ, những người nào có trở lại lương thiện thì sẽ trở về bốn thẻ. Thầy dạy ta giàu có cách thông hương dạng dân, cứ chữ hiền lương mà làm, muốn được cái tâm mình có được hiền lương thì mình phải kỳ này phải ráng ăn lành, nói là lành làm lành. Và muốn được cái thiền Bát Nhã, muốn được lên thiền Bát Nhã thì kỳ này phải ráng nghe lời thầy dạy là gió đưa lướt sóng bồm lon, rước người tu niệm xơi sang phỉ tình. Ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mắc tình yêu đương. Thì người nào có tu, là chữ tu thầy nói là chữ tu chứ khá trễ chày, phải trao phải sửa nghe thầy giải phiên. Rước người tu niệm là người này hàng ngày có biết ăn chay, có biết cúng lại và biết lo niệm Phật, mà thầy nói là ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Vậy là những người nào có tu niệm thì sẽ được lên thuyền Bát Nhã của Bồ Tát, lên thuyền Bát Nhã của Phật của thầy, sẽ đưa về những các cảnh giới lành, hay là đưa về trong vùng bốn thẻ để mà lánh nạn, để lập đại hội Long Hoa. Vậy là những người nào có hàng ngày có lo tu niệm, sợ là mình không có phước, tại thầy nói là Phật tiên dẫn chuyển lọc lừa kiếm con hữu phước mà đưa trở về, và những người nào có tu niệm cũng đưa trở về, thì cái này là phải ráng nghe lời dạy của thầy, là ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho cái này, ráng lắng thời kỳ này mỏng manh rồi. Các bác mình thấy là thầy nói là đã thấy lộ cơ trời báo ứng, diệt loài gian tìm kiếm con tiên, nọ hồng trần túc trái tiền khiên, ta quyết dẹp cứu nàng dương thế. Lúc này là thời kỳ trong cái buổi hạ quân này quá nhiều đau khổ, lúc này là lúc là thầy đó cho biết là cờ thế giới ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần, chừng lao sao ác thú non tầng, thì nam quắc lương dân mới quyết, hay là lao sao bể bắt non tầng, quân phiên tham báo xa gần cũng qua, tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thấy phơi. Khổ lao đà sắp đến nơi, thế gian có bớt miệng kêu mời cõi âm. Như vậy là khổ lao đà sắp đến nơi, kỳ này là thầy khuyên chúng ta phải ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho, ráng lo gió đưa dưới nước sóng bờm lon, rước người tu niệm xê sang phỉ tình. Như vậy là thiền Bát Nhã của Bồ Tát sau này rước người tu niệm ở nơi nào, nếu mà có tu niệm có phước duyên có duyên lành thì thiền của Bồ Tát của Phật của thầy sẽ đưa mình về trong vùng bốn thẻ, đưa về rước cứu người hữu phước thiện duyên, về nơi khỏi Phật xa miền trần ai, kẻ ác đức khẩu lai khổ thảm, mắt phàm trần tường lãm hồ binh. Những gì là những người nào có phước lành và có lo tu niệm, biết ăn chay niệm Phật kỳ này
muốn vào trong vùng bốn thẻ để lánh nạn, muốn tầm vào đến chỗ an cư, muốn về cõi Phật, cõi Tây phương Cực Lạc, thì kỳ này có quá cùng chúng tôi phải ráng nghe lời dạy của thầy. Kỳ này là ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hai ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh, để chỉ rõ đường đi nước bước, đó là về tới Cực Lạc rồi, là cái nơi đó là cái nơi an cư rốt ráo trong chúng sanh, nghĩ tận đuôi đầu về Cực Lạc mới là hết khổ. Thì muốn về Cực Lạc hay là muốn vô dùng bốn thẻ dự đại hội Long Hoa, thì các bác mình phải nghe lời thầy dạy kỳ này, phải ráng niệm Phật. Tại vì pháp môn niệm Phật là môn tịnh độ, là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Nam mô sáu chữ Di Đà, từ bi tới độ vậy mà chúng sanh, xưa nay sáu chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi. Trì tâm thì quá ôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào, rạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sau đến việc tả tơi, rồi tu sao kịp, chiều mơ cho thành. Như vậy là lúc này còn bình yên thì cô bác ráng cố gắng lo tu do niệm Phật gấp gấp. Chứ để sau rồi đến việc tả tơi, là việc khổ tới, là việc chảo đó là trùng trùng điệp điệp. Thầy nói là nạn tai dồn dập, sớm làng còn chi, sau này đến việc tả tơi rồi mình tu không có kịp, quý cô bác đồng đạo. Là để đến việc thảm thơi thơi thảm, mắt phàm trần tường lãm bi ai. Khi mà chúng ta gặp cái cảnh khổ tới dồn dập rồi, nạn tai dồn dập, sớm làng còn chi, thì lúc đó chúng ta tu không có kịp. Cho nên lúc này còn bình sanh, lúc này còn bình yên, thì cô bác cùng chúng tôi phải ráng mau trở lại cái con đường lành, lo tu nhanh tu gấp, ráng lo niệm Phật làm lành, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Thì trở lại hai câu giảng đồng đạo, hỏi là trong buổi khổ mau mau tránh khổ, ráng tầm vào đến chỗ an cư. Thì bây giờ là phải muốn tránh khổ bằng cách gì chứ, con đường tu hạ ơn lao khổ lắm ơi, tu sao mới khỏi qua đòi trong gai. Chỉ tu thì trở lại cái con đường lo tu thân hành thiện, mới có thể là thoát những cái cảnh khổ sau này. Mình có đủ, mình hàng ngày mình biết ăn chay cũng có phước, cúng lại cũng có phước, niệm Phật làm lành cũng có phước. Nhờ cái phước duyên này mà sau này thì thầy cho biết là ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho, thì lúc đó những người nào có tu có niệm Phật thì văn thù Bồ Tát sẽ giàu ở tất cả nước, tất cả các nước, các cả thế giới ở đâu. Thì nếu có lo tu niệm, nếu có làm phước lành, thì văn thù Bồ Tát và Phật thầy sẽ vận chuyển mình về tất cả cảnh giới lành, và vận chuyển cho mình về trong ngày đại hội Long Hoa, để lánh đi tất cả những cái nạn khổ sau này. Thì sự hai câu giảng đến, của đồng đạo hỏi đến đây chúng tôi xin kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà.